Ali. 1, 2, 3. Chào tất cả các anh chị và các bạn nha. Mình đến từ Studio Tô Nguyễn. Hôm nay mình giới thiệu với mọi người một cái mẫu mixer 8 line. Một mẫu mixer tích hợp cùng Bluetooth. Chúng ta có thể lấy nhạc từ trên điện thoại và kết nối qua Bluetooth để chúng ta có thể hát, phát live stream trên Facebook, trên Bigo, hoặc thu ghi âm trên điện thoại giống như mình đang quay cái clip trên điện thoại đây, và có thể hát karaoke gia đình thoải mái nha. Karaoke gia đình thì chúng ta có thể kết nối qua âm ly lo, hoặc là các bạn có thể kết nối qua một cái dàn lo vi tính mà to to tí, nó có tích hợp âm ly, chúng ta kết nối sẵn qua cái đường này xong là out ra là hát vui vui là được ha. Ok, một lần nữa cảm ơn mọi người. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái mẫu mixer này nhé. Thì ở đây nó giống như là những cái mẫu mixer trước mình đã giới thiệu với mọi người. Ở đây nó là, đây đầu tiên ở đây nó là cái cổng nguồn. Ở phía sau nó có cổng nguồn. Cổng nguồn chúng ta cắm vào cái cổng nguồn, cái ổ điện để cấp nguồn cho mixer. Rồi, tiếp theo nó ở đây nó là cái 8 line, nó có 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 line có nghĩa là nó 8 đường mic. 8 đường mic Canon và 8 đường mic 6 ly. Và mỗi một cái đường mic thì ở đây nó tương đương cho một cái hàng, một cái hiệu chỉnh, một cái hàng chỉnh 1 2 3 4 5 6 7 8. Ok. Và cái đường này thì chúng ta đang chỉnh nhạc. Cái đường này là đường chỉnh nhạc. Cái đường này chỉnh echo, effect. Đường này là chỉnh tổng của tai nghe, headphone. Đây là cái line tổng. Đây, line tổng vừa mic vừa nhạc nha. Còn đây là cái gain nhạc, cái âm lượng nhạc, đó là MP3 line thì đó là. Còn đây là cái màn hình LED. Màn hình LED đây nó thể hiện là cho chúng ta thấy là trên đây nó có thể, chúng ta có thể kết nối cổng USB để hát, phát nhạc hát. Đây nó có nút lui và nút tới và nút play. Đây menu là bạn mở cái nút menu này ra, bạn chọn chế độ nghe nhạc hoặc là phát Bluetooth. Nếu bạn chọn chế độ phát Bluetooth thì chúng ta ấn cái nút lui hoặc nút tới này để nó nhảy qua đúng cái nút, cái cấu hình Bluetooth, thì chúng ta ấn play thì nó sẽ phát Bluetooth ha. Đây, ở đây nó để là cái màn hình nó để là Bluetooth và MP3 play. Ok. Còn đây là nút Phantom. Đây cái dàn đèn nhấp nháy đẹp ha. Chúng ta hát nó đèn nó nhấp nháy đẹp. Nhìn nó rất là chuyên nghiệp và phong cách ha mọi người. Ở đây là cái ngõ in. In là ngõ vào. Hai cái nút hoa sen ngõ vào. Out là hai ngõ này. Ra. Đây ngõ ra luôn. Đây nó để hai cổng effect, chúng ta có thể câu effect. Ở đây là ngõ AUX. Là cái đường micro. Đường micro nha mọi người. Có thể trong cái ngõ này chúng ta câu vang số này kia đó. Đây là cổng phone, đây là hai ngõ ra. Ra main out hoặc là âm ly. Ở phía sau này nó có hai cổng Canon. Chúng ta có thể out ra, main out hoặc là âm ly bằng đường Canon. Cho âm nhạc nó đầy, nó dày hơn. Nếu như các bạn có thể dùng nhạc cụ hoặc là đàn, guitar hay như các thứ, chúng ta có thể đưa qua những cái cổng 6 ly này, hoặc là đưa ra hai cổng, cho hai cổng in này là ngõ vô, nó nhận âm thanh ngoài vô. Ở đây là cái đường, đây là chỉnh phone tai nghe. Đây là chỉnh AUX. AUX là chỉnh đường mic của ra mic, cái đường mic mà khi mà chúng ta câu qua đường mic khô. Đây. Rồi. Ở đây là cái hàng này là chỉnh effect. Ba nút này là chỉnh echo, delay. Chúng ta muốn nó dài, ngắn, nhiều, ít. Echo nằm đây. Và đây là cái đường tổng. Lên, 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 lên. Đó, đây là cái tổng. Lớn nhỏ, echo. Cái nút này là nút trái phải. Những cái hàng nút đen này là đều là nghe bên trái hoặc là nghe bên phải. Đó. À, cái nút vàng là nút echo, delay. Tất cả cái hàng bạn chỉnh trên cái bàn mixer này, ví dụ như cái hàng mix này, thì nút vàng đó là nút echo, nút xanh là nút AUX. Nếu mà chúng ta kết nối như thế này thì chúng ta không cần chỉnh cái AUX gì, bỏ qua. Rồi, tới nút này là bass.
nhạc hay mic cũng vậy, thiếu đường đường nhạc là cái này cũng là bass. Mic thì cái này cũng là bass. Này là check, này âm trung nè, check trung, này là check cao, này là nút gain. Thì ở đây mình đang sử dụng mic 1. Đầu tiên ở đây là nút gain nè, lớn mic nè, lên. Đây là check nè, check cao nè. Đây là check trung nè, làm dày mic. Đây là nút bass nè, lên 1, 2, 3, lên. Này là nói AUX. Cái này là echo, lên. Này là nghe bên trái phải. Và nút này là tổng, lớn nhỏ mic. Đó. Nhạc cũng vậy, khi chúng ta chỉnh sẽ chỉnh nhạc, nút nhạc. Chúng ta chỉnh trên cái hệ thống này. Đây là gain nhạc lớn nhỏ. Và cái nút tổng của nhạc ở đây nữa. Này khi chúng ta mở Bluetooth ra nó sẽ chỉnh. Còn này là âm chép mic, chép nhạc. Âm chép nè. À, bạn nghe tiếng chép của nhạc nha. Giảm chết nè. Rồi chết trung nè. Nghe bát nè. Đó. Khi cái đường nhạc này chúng ta tắt cái ngõ effect đó nha. Tắt bỏ đi để nó lên effect luôn cho nhạc thì nghe ghê lắm. Rồi ok. Rất là đơn giản. Chúng ta có thể phát livestream. Và đây là cái cách quan trọng nhất để chúng ta phát livestream ra điện thoại. Đầu tiên, các bạn dùng cho mình hai cái cổng. Bạn mua cho mình hai cái cổng, cái cổng này, cổng dây này, hai ngõ 6 ly ha. Các cổng vào đây. Các bạn hát phát livestream cũng vậy mà các bạn chơi nhạc sống cũng vậy. Khi các bạn đi nhạc sống, các bạn quay bằng điện thoại thì âm thanh nó ồn, không có hay. Bạn có thể câu đường mixer giống như mình như thế này. Đầu tiên là bạn chuẩn bị hai cái jack 6 ly và cái cộng dây này. Cái bộ dây này nó đi ra tới đây, nó chỉ ra tới đây thôi. Thì ở đây là cái lỗ 3.5. Đó, mọi người biết ở đây là hai, nó ra 6 ly nè. Nó đi ra đây là 3.5, cái lỗ 3.5. Thì tiếp theo ở đây á là nó cộng dây chia tai nghe. Từ đây ra là cái cộng dây chia tai nghe. Mình lấy cộng dây chia tai nghe mình cắm vô đây. Mình cắm vào cái lỗ 3.5 đây. Để hai đầu này, một đầu mình kết nối cộng dây phát livestream nè. Một đầu này mình kết nối dây tai nghe nè. Mình đang nghe tai nghe. Tai nghe màu trắng đây nha. Rồi, đây là cái dây phát livestream. Các bạn lưu ý cho mình cái dây phát livestream đây nha. Ở đây á là bình một đầu 3 dây nè, một đầu 1 dây ha. Rồi bạn nhìn thấy cái nút ở giữa. Thí dụ như bạn dùng từ iPhone 6 trở lên tới Android, tất cả các dòng Android thì chúng ta gạt lên cái hướng 1 giây. Còn nếu bạn dùng iPhone 5 trở xuống, bạn gạt cái hướng này, gạt về hướng này nhá. Rồi một đầu kia mình đang cắm vào điện thoại rồi, không có quay lên được. Nó chỉ đơn giản vậy thôi mà chúng ta có thể phát livestream thoải mái. Mà nó không có dây nhợ ròm rà. Nhạc thì chúng ta lấy từ Bluetooth. Ok ạ. Rồi đây một cái đường dây mic. Đó, đây đường dây mic. Mic 1 mình đã xài mic 1. Kết nối qua cái mình đang kết nối qua cái mic BC-K200. Ngoài trời mưa to quá. Đó, các bạn thấy cái bàn mixer đẹp không? Long lanh luôn. Thì nó cũng giống như những cái mixer trước mình giới thiệu với mọi người. Như là con mixer 8 la Yamaha màu xanh và con SMR401 Yamaha màu đỏ. Thì nó chỉ khác biệt cái con SMR401 màu đỏ là nó có cái dàn IQ, dàn lược để lên để xuống. Và mình còn nhiều mẫu mixer nữa. Các bạn có thể vào kênh YouTube Studio Toàn Nguyễn. Bạn có thể tham khảo tất cả các dòng mixer của mình ở trên đó. Rất nhiều. Và các thiết bị livestream thu âm trên máy tính, trên điện thoại, bên mình đều có đủ hết. Và ở đây là mình đang quay tại một chi nhánh tại Bình Dương. Một trong chi nhánh của hệ thống Studio Toàn Nguyễn tại Bình Dương. Thì ở đây mình cũng có đủ các thiết bị livestream. Và bên trong có cái phòng thu âm luôn. Phòng thu âm để cho mọi người thu cho nó vui thôi. Đó, mình không có thu ăn tiền bạc gì của ai. Chủ yếu là mình chỉ bán thiết bị
và nhập thiết bị bỏ sỉ và bỏ lẻ cho các cửa hàng và các khách hàng lẻ tại trên toàn quốc. Đây thì đây là cái mẫu mới nhất mình mới về ngày hôm nay, cho nên là mình sẽ bán với cái giá rẻ cho mọi người nhân dịp chào hàng, chào mẫu mới. Giá rẻ là 2.400.000 đồng, 2.400.000 đồng cái bàn mixer này. Một cái bàn mixer này, dây livestream thì bên mình sẽ bán riêng, bộ dây livestream bán riêng. Và các bạn làm nhạc sống thì nếu các bạn muốn phát livestream trên dây nhạc sống thì cứ liên hệ với mình, sẽ bán cho các bạn, cung cấp cho các bạn cái bộ phát livestream đơn giản này, cho các bạn kết nối để livestream quảng cáo lên cái lên cái chương trình mà các bạn đang phục vụ ở một cái buổi tiệc nào đó, một sân khấu nào đó. Tất cả đều được hết, âm thanh rất là đầy, rất là đẹp, nó không bị ù ào gì hết. Ok, một lần nữa cảm ơn mọi người. Ai quan tâm đến dòng sản phẩm này thì liên hệ với mình theo số điện thoại 0937381978, 0906041727, và số Zalo cũng là 0937381978. Và nếu các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng để test, để thử sản phẩm thì điều đó rất là tốt. Thì mình có hai cửa hàng, một là ở thành phố Hồ Chí Minh, hai là ở Bình Dương. Địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh là số 55/2A Phan Đình Phùng, phường 17 Phú Nhuận. Địa chỉ tại Bình Dương là số 327/1, đường 30 tháng 4, khu phố 3, phường Chính Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nó gần bến xe Bình Dương và ở bên cạnh trường chính trị tỉnh Bình Dương. Rồi ok, mọi người nghe lại ha. Thì trong thời gian qua có rất là nhiều bạn đã quan tâm đến cái dòng mixer, bên công ty của mình. Thì theo như các bạn cũng biết, mixer rất là tiện. Chúng ta có thể hát livestream trên điện thoại, đeo tai nghe như mình, phát livestream trên điện thoại, giao lưu với tất cả mọi người ở trên thế giới. Còn không nữa, chúng ta lại kết nối vào cái dàn karaoke gia đình, chúng ta lại hát karaoke gia đình bằng cái micro karaoke gia đình vô tư, đúng không ạ? Nó rất là tiện. Budget có đủ hết.